Chào mừng toàn thể khách hàng đã đến với kênh em mua bán và trao đổi ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Chiều ngày hôm nay em lại về thêm một chiếc xe siêu lướt nữa, là một chiếc Mazda 3 sản xuất 2019 bản 1.5 số tự động. Chiếc này là bản facelift phanh điện tử rồi. Và giá chào bán em này tại cửa hàng bên em là 630 triệu. Hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% cho chiếc xe này. Đăng ký là biển 90 Hà Nam, chạy chuẩn 2 vạn zin, lốp vẫn còn nguyên theo xe cả gian. Sơn zin con này còn tầm 90 đến 95%. Đấy, em xin quay qua nội thất ngoại thất chiếc xe này cho khách hàng luôn. Khách hàng nào thiện chí thì xin vui lòng liên hệ đến trực tiếp tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Hoặc có thể liên hệ với bên em qua số hotline là 0978607555. Được bên em tư vấn và gửi video chi tiết về chiếc xe này. Phần đèn đầu thì vẫn là đèn halogen thôi, và giải led ban ngày phía trên này. Xi nhan được đặt ở dưới. Là răng đúc 16 inch mà rất là đẹp luôn. Đấy, lốp vẫn còn nguyên theo xe, cực kỳ dày. Đăng ký đăng kiểm còn đến tận 24 tháng 12 2021 cơ, là đến cuối năm nay. Dòng Mazda thì tính năng an toàn cũng rất là đầy đủ, có thể kể đến như là hệ thống 4 túi khí này, rồi là ABS 4 bánh, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Nội thất thì cũng không có gì để chê thôi, cực kỳ đẹp luôn. Được trang bị đề nổ thông minh này, đàm thoại rảnh tay, lấy chuyển số trên vô lăng, cờ rui cần trô, gạt mưa hay là đèn cũng đều là auto hết. Màn hình là nguyên theo xe, có tích hợp cam lùi. Nghe nhạc Bluetooth, USB, AUX thoải mái luôn. Điều hòa tự động, phanh tay điện tử, và hai chế độ lái là chế độ Sport và chế độ thường. Cụm điều khiển là cụm điều khiển màn hình trên vô lăng này, cụm điều khiển màn hình trung tâm. Nội thất của dòng Mazda thì không có gì để chê rồi, thiết kế rất là đẹp, rất là sang. Ghế, chất lượng ghế còn rất là tươi. Các mặt tắp bia đều được ốp một lớp chống trầy xước này. Hàng ghế thứ hai cũng khá là rộng rãi. Chiếc này được trang bị là dàn âm thanh 6 loa, nghe cũng rất là thích. Hàng ghế phía sau cũng rất là đẹp. Phần đuôi, camera lùi, khoang cốp rộng rãi, hàng ghế phía sau thì có thể gập xuống để đồ được. Lốp sơ cua cũng còn rất là dày. Sơn xi theo xe còn 90 đến 95%. Được trang bị luôn là hệ thống chống trơn trượt này, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TCS. Em xin quay qua khoang động cơ cho khách hàng xem luôn. Phía dưới nắp capo của chiếc Mazda 3 này là khối động cơ 1.5 lít sử dụng công nghệ SkyActiv của Mazda. Trên mức xăng tiêu hao của em này sẽ rơi vào tầm 6 đến 6,5 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Đường hỗn hợp anh chị nhá. Máy móc em cam kết máy zin không ngập nước, không thủy kích, không bổ máy. Cứ đi check thợ, check hãng toàn quốc, ra lỗi bên em nhận lại xe và hoàn lại tiền 100% cho khách hàng luôn. Em xin đọc lại thông tin của chiếc Mazda 3 này. Xe sản xuất 2019 bản 1.5 facelift số tự động. Và giá cho bán em này cực kỳ yêu thương luôn, 630 triệu. Biển 90 Hà Nam. Anh chị nào thiện chí muốn mua, muốn trao đổi chiếc xe này thì cứ đến 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.
để bên em có thể để giá yêu thương, giá tốt nhất cho và xem xe kỹ càng nhất. Hoặc có thể gọi qua số 0978 607 555 để được người bên em tư vấn nhất, kỹ lưỡng nhất về chiếc xe này và gửi hình ảnh chi tiết.